vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tây Bắc Chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những tin tức nổi bật vừa diễn ra sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Các trường học tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên tăng cường phòng chống bạo lực học đường. Nông dân Lào Cai làm giàu từ sản phẩm OCOP. Rộn ràng lễ hội gầu Tàu Cha tại Lai Châu. Dự báo về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ khép lại chương trình. Trước hết là phần tin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Phân bón Sông Lam Tây Bắc đã tổ chức khánh thành nhà máy sản xuất phân bón Sông Lam Tây Bắc tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Nhà máy sản xuất phân bón Sông Lam Tây Bắc của Công ty Cổ phần Phân bón Sông Lam Tây Bắc được xây dựng từ tháng 2 năm 2022 tại bản Sa Căn, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, với quy mô diện tích trên 81.000 m2, gồm các hạng mục chính và phụ trợ như nhà xưởng sản xuất phân bón vô cơ, nhà xưởng sản xuất phân bón hữu cơ và kho thành phẩm, nhà xưởng sản xuất phân bón vô cơ, hữu cơ, sinh học, với tổng vốn đầu tư gần 160 tỷ đồng. Việc nhà máy đi vào hoạt động sẽ cung cấp nhiều sản phẩm phân bón, phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ organic ở Sơn La, từ đó tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho người sử dụng. Trong tháng 1, hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách trên địa bàn tỉnh Hà Giang diễn ra sôi động, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Tháng 1 là tháng có các ngày nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Chính vì vậy, lượng vận chuyển hàng hóa đi lại của người dân du khách đến với Hà Giang tăng cao. Tuy nhiên, với sự chủ động chuẩn bị chu đáo của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn nên vẫn đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại và tham quan du lịch của nhân dân. Doanh thu vận tải và dịch vụ kho bãi trong tháng đạt 66,7 tỷ đồng, tăng trên 18% so với cùng kỳ năm trước. Với mục tiêu phục vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân, các doanh nghiệp, đơn vị vận tải tỉnh Hà Giang đã có kế hoạch đầu tư, nâng cấp phương tiện, tiếp tục niêm yết công khai giờ xe chạy các luồng tuyến, giá vé và các dịch vụ vận tải theo quy định. Cơ quan chức năng thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái cho biết, từ ngày 1 tháng 3 tới đây sẽ chính thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua hình ảnh từ hệ thống camera giám sát. Theo đó, 9 điểm có lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái sẽ được khai thác hỗ trợ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông khi người tham gia giao thông có các lỗi vi phạm. Trong đó có 2 điểm ở trục đường Âu Cơ, Nguyễn Tất Thành sẽ tiến hành xử phạt các lỗi về tốc độ. 7 điểm còn lại ở các khu vực ngã tư Quán Đá, ngã tư km 5, ngã tư km 4, ngã 5 Cao Lanh, ngã tư Nam Cường, ngã tư Bệnh viện Sản Nhi và ngã tư km 12 thị trấn Yên Bình sẽ xử phạt các hành vi vi phạm về quy tắc giao thông đường bộ như các quy định về dừng, đỗ, đi không đúng làn đường, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống bạo lực học đường, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện với học sinh. Các trường học trên địa bàn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường. Các trường tiểu học và trung học cơ sở, ngoài giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, các trường thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa, tạo điều kiện cho học sinh giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm sống, lồng ghép giáo dục đạo đức cho học sinh trong các môn học, đặc biệt là trong giờ sinh hoạt lớp, tuyên truyền về những vụ bạo lực đã xảy ra, từ đó giúp học sinh nhìn nhận một cách nghiêm túc về tình trạng đánh nhau trong học đường. Qua đó, những năm gần đây không có tình trạng bạo lực học đường xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. Đến nay, toàn tỉnh Lào Cai có trên 160 sản phẩm đạt sao OCOP đã và đang trở thành chìa khóa giúp nhiều nông dân nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu. Gần 2 tấn xúc xích, thịt sấy và thịt hun khói các loại được tiêu thụ trong dịp Tết vừa qua, đáp ứng nguồn cung theo hợp đồng ký kết với hơn 30 cửa hàng, đại lý và siêu thị trên toàn quốc. Hợp tác xã chế biến thực phẩm sạch Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai hiện có 5 sản phẩm đạt sao OCOP. Tháng Tết này thì khá là nhiều, cũng dự trữ cái hàng khô rất nhiều. Nhưng hàng dự trữ hiện bây giờ cũng đang hết và cũng bây giờ sản xuất đến đâu thì bán đến đấy. Sản phẩm của chúng tôi vừa bán lên sàn điện tử. Những nhà xe chúng tôi cũng đã liên kết chuyển trực tiếp đến tận tay người khách hàng. Hợp tác xã nông sản dược liệu Mạnh Hương tại huyện Bảo Thắng cũng đang có 5 sản phẩm đạt OCOP. Trong đó có 3 sản phẩm từ cây nghệ là tinh bột nghệ đỏ nếp nguyên chất,
tinh bột nghệ mật ong Viên Hoàn, tinh bột nghệ đen. Khai thác tốt giá trị từ sản phẩm OCOP, hợp tác xã đưa ra thị trường khoảng 3 tấn tinh bột nghệ mỗi năm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân trên địa bàn. Gần đây thì bắt đầu người dân đã hiểu là khi mà các sản phẩm đạt được 3 sao OCOP hay 4 sao OCOP thì đều qua một quy trình kiểm tra rất ngặt nghèo. Và cái người tiêu dùng ấy, thì người ta khi người ta nhìn thấy cái sản phẩm OCOP rất tin tưởng và tiêu thụ tốt hơn. Chương trình OCOP từ đó cũng tiếp sức cho người dân thông qua hỗ trợ vốn, hướng dẫn kỹ thuật, trang bị máy móc sản xuất, khơi mở thị trường. Nhờ phát triển OCOP, đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao bền vững. Năm 2022, tổng doanh thu từ các sản phẩm OCOP của địa phương ước đạt khoảng trên 50 tỷ đồng. Trước tiên phải xác định cái tiềm năng thế mạnh của cái địa phương mình, xem là cái sản phẩm đó nó có nổi trội không, nó có đặc biệt không. Cấp ủy chính quyền địa phương phải quan tâm thật nhiều hơn nữa về cái sản phẩm này, về các cái chương trình sản phẩm OCOP, sản xuất theo đúng cái quy trình để tạo sản phẩm OCOP. Chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm đã tiếp sức cho khát vọng thoát nghèo, làm giàu của nhân dân Gia Phú nói riêng, huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai nói chung, tạo nên chuyển biến lớn trong xây dựng nông thôn mới ở vùng trung tâm nông nghiệp của tỉnh. Năm 2023, huyện phấn đấu có thêm ít nhất 5 sản phẩm OCOP, đưa thu nhập bình quân của người dân đạt 72 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ hội Gầu Tàu Cha năm 2023. Đây là một lễ hội mang tính cộng đồng và đặc trưng văn hóa của dân tộc Mông để cúng tạ trời đất, thần linh, cầu mong cho mùa màng, gia súc bội thu, trẻ em được hạnh phúc. Được biết, lễ hội Gầu Tàu Cha là một lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Mông tại xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu. Bắt đầu lễ hội là lễ cúng, bao gồm các lễ vật như lợn, xôi, rượu, nhằm báo cho thần linh biết việc tổ chức lễ tạ ơn. Nội dung bài cúng là tạ trời đất thần linh phù hộ, ban cho gia đình sức khỏe thịnh vượng, cầu phúc, cầu lộc, ban cho những người dân trong xã một năm mùa màng bội thu, gia súc gia cầm đầy chuồng. Bài cúng thì nó có từ xa xưa, do vậy thì cũng cúng là thần núi, thần sông. Đến ngày hội mà chúng ta tất cả bà con với xã cũng đã có một mâm cỗ, mỗi thứ một tí. Về cúng thì gọi... mình sẽ mời cả thần núi, cả thần sông, rồi là thổ địa để về để nhận những cái hoa hương của xã cũng như là bà con của cả xã. Thần núi, thần sông, rồi là thổ địa, là thổ nhưỡng, ủng hộ cho bà con những cái năm mới. Bà con nào cũng mạnh khỏe, dồi dào, rồi là hạnh phúc. Cũng như nhiều lễ hội khác, lễ hội Gầu Tàu Cha là dịp để mỗi người con dân tộc Mông trong xã đi làm ăn, nay có dịp về hội tụ với gia đình, người dân và về với bản làng để tụ họp vui chơi, chuẩn bị bước vào một năm mới và một mùa vụ canh tác sản xuất chăn nuôi mới. Cùng với đó, ngày hội cũng là nơi để thanh niên nam nữ trổ tài và cũng chính là nơi họ gặp gỡ, tâm sự và tìm hạnh phúc cho mình. Dạ, em thấy là lễ hội Gầu Tàu Cha của người Mông là rất là vui bởi vì thấy có rất là đông người dân đến. Cái bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông và trong đó thì là có cái lễ hội Gầu Tàu là bản sắc đặc trưng riêng của đồng bào dân tộc Mông và đây là một cái lễ hội mà thể hiện cái nét đẹp về đời sống văn hóa, tinh thần của bà con nhân dân và cũng là để giữ gìn khối đại đoàn kết trên địa bàn xã. Với những ý nghĩa đặc biệt, lễ hội Gầu Tàu Cha, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu năm 2023 thực sự đã tạo không khí thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế trong nhân dân. Bên cạnh đó, lễ hội đã góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân gian địa phương, tạo ra sân chơi giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các địa phương trên địa bàn, đồng thời là dịp để xã Sùng Phài nói riêng và thành phố Lai Châu tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch với bạn bè trong và ngoài tỉnh. Dự báo thời tiết cho các tỉnh trong khu vực đêm mùng 10 ngày 11 tháng 2 năm 2023. Lào Cai có mây vài nơi, không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C. Điện Biên mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ C. Yên Bái nhiều mây không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C. Lai Châu có mây vài nơi, không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ C. Sơn La có mây vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ C. Phú Thọ có mây không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ C.
Hà Giang có mây vài nơi, không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C. Tuyên Quang có mây, không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực đã khép lại chương trình Tây Bắc Chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.